Xin chào, chào mừng tất cả anh chị, các nhà đầu tư và các bạn đã trở lại với kênh channel của mình nha. Hôm nay Thọ rất vui gặp lại tất cả các anh chị và các bạn. Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn thời gian qua đã đăng ký ủng hộ kênh. Và để cập nhật tin bất động sản mới nhất, các anh chị vui lòng bấm nút đăng ký miễn phí và bấm chuông thông báo. Mọi ý kiến đóng góp và nhu cầu về bất động sản, anh chị hãy để lại dưới phần bình luận. Thọ xin chúc tất cả anh chị và các bạn và các nhà đầu tư có một ngày mới thật nhiều niềm vui và thật nhiều năng lượng luôn nha. Rồi, hôm nay em xin giới thiệu tất cả anh chị, các nhà đầu tư và tất cả các bạn một cái sản phẩm bất động sản nữa nha. Và sản phẩm bất động sản lần này, em xin đưa tất cả anh chị, các nhà đầu tư đến một địa điểm, đó là thuộc xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An nha tất cả anh chị. Và ngày hôm nay, em sẽ giới thiệu cho tất cả anh chị, các nhà đầu tư một miếng đất có diện tích là 25.000m² nha tất cả anh chị. 25.000m². Thì lô đất này có mặt tiền lộ xe máy, xe ba gác nha. Xe hơi thì chưa tới đất được nha tất cả anh chị. Nói chung thì tương lai là xe hơi sẽ tới đất được nha. Nói chung tại ở mép bên ngoài có cái cầu, hai cầu thì đang chuẩn bị bắt nha. Cho nên tương lai là cái lô đất này là xe hơi tới đất nha tất cả anh chị. Thì với mặt tiền ngang là 77-78m nha tất cả anh chị. Chạy thẳng dài vô là 310m. Đây là một sản phẩm bất động sản rất là tiềm năng luôn nha. Lô đất này với cái mặt tiền này xe máy, xe ba gác hiện tại là tới đất. Còn xe hơi thì tương lai nha tất cả anh chị. Thì mặt tiền này hai bên á, em thấy chủ trồng mít, em thấy cũng khoảng hơn 200 gốc mít nha. Mỗi bên là hai hàng mít nha tất cả anh chị. Thì phía trước mặt tiền có một con kênh rộng chạng cỡ 9m nha. Thì từ ngay chỗ vị trí lô đất cách quốc lộ 62 tầm khoảng 2,3 km nha. Rất là gần nha tất cả anh chị. Nói chung thì con đường này nó thông nhiều hướng nha tất cả anh chị. Mặt tiền này thông nhiều hướng, các anh chị có thể dòng qua ra kinh Bắc Đông vẫn được nha. Còn dòng thẳng ra ngoài kia đó là quốc lộ 62 cách khoảng 2,3 km, cách lộ nhựa tầm khoảng 650m nha tất cả anh chị. Cách lộ nhựa tầm khoảng 600m thôi nha, 650m. Thì các anh chị dòng ra ngoài Mỹ An thì tầm khoảng 5,5 km nha tất cả anh chị. Các thành phố Tân An tầm khoảng 12 km. Đối với các anh chị khu vực Sài Gòn về xem và sở hữu lô đất này, thì từ Sài Gòn các anh chị về tới đất chạng chạng cỡ khoảng 42-43 km nha tất cả anh chị. Sản phẩm hiện tại là đang canh tác lúa nha, đang trồng lúa. Thì đối với các anh chị nào khu vực Sài Gòn chưa đứng đất nông nghiệp cũng như đất lúa, thì cũng đừng quá lo lắng về việc người Sài Gòn sở hữu đất nông nghiệp nha. Nói chung thì bên em sẽ tư vấn cũng như là hướng dẫn các anh chị thủ tục cũng như là làm như thế nào để đứng được đất nông nghiệp nha. Cũng rất là cơ bản, đơn giản thôi nha tất cả anh chị. Đây là cái mặt tiền phía trước lô đất là có một cái rạch, một cái con kênh tầm khoảng 8-9m nha. Mặt tiền là ngang khoảng 77-78m, chạy dài vô là 310m nha tất cả anh chị. Từ thành phố Tân An các anh chị về khoảng 12km thôi. Còn đối với các anh chị khu vực Sài Gòn mắp giáp ranh Nguyễn Văn Linh thì tầm khoảng 42-43 km. Thì các anh chị có thể đi theo cao tốc về tới thành phố Tân An, rồi mình quẹo vào quốc lộ 62 nha, hướng về Tân Đông rồi đó, hướng về Ủy ban Nhân dân xã Tân Đông nha các anh chị. Thì từ ngay quốc lộ 62 nếu mà các anh chị đi xe máy vô tầm khoảng 2,3-2,5 km. Còn xe hơi là em xin khẳng định là xe hơi chưa tới đất được nha các anh chị. Thì tương lai là sẽ xe hơi sẽ đi được vì là cái các con cầu đang chuẩn bị khởi công và hoàn chỉnh nha các anh chị. Ở mép ngoài cách lộ nhựa chỉ có 650m thôi. Sản phẩm rất là tiềm năng luôn nha các anh chị. Rồi em sẽ không để cho các anh chị, các nhà đầu tư đợi lâu. Em xin cập nhật giá bán chính chủ lô đất này nha các anh chị. Lô đất này thuộc xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, với diện tích là hơn 25.000m² nha các anh chị. Mặt tiền là 77m, 78m nhân vô 310m nha. Và giá bán chính chủ là
300 triệu cho 1.000 mét vuông nha tất anh chị. 300 triệu cho 1.000 mét vuông là 300.000 cho 1 mét nha tất anh chị. Lộn, 300 triệu cho 1.000 mét vuông là 300.000 cho 1 mét vuông nha tất anh chị. Thì một mẫu 10.000 mét vuông là khoảng 3 tỷ nha. Thì hai mẫu là 20.000 mét vuông là 6 tỷ. Thì 5.000 mét vuông nữa thì mình thêm 1 tỷ rưỡi nó là khoảng 7 tỷ rưỡi nha. Nói chung thì mình cứ cập nhật thì bao nhiêu, diện tích bao nhiêu thì mình cứ nhân lên thì mình biết sẽ giá trị là bao nhiêu nha tất cả chị. Biết được cái túi tiền mình có phù hợp với mình không nha tất cả chị. Rồi trên màn hình tất cả chị, đây là cái hình dạng lô đất nha. Mặt tiền là 77-78m, chạy thẳng dài vô, một cạnh là 308, một cạnh là 324 nha, khoảng 310 á. Nở hậu nha, nở hậu là khoảng 85m nha tất cả chị. Đối với sản phẩm này em thấy rất là đẹp và rất là tiềm năng. Và các anh chị nào muốn mua thì em sẽ tư vấn kỹ về cái vị trí lô đất này. Nó có một cái hướng tương lai nha. Nói chung là các anh chị nào có nhu cầu thì em sẽ tư vấn kỹ về cái là cái có một cái con lộ rất là tiềm năng ngay vị trí này nha. Rồi trên màn hình tất cả anh chị, đây là hướng Tây, hướng của lô đất nha. Các anh chị nào, các nhà đầu tư nào đang tìm kiếm một sản phẩm bất động sản để làm vườn hoặc là xây cất nhà vườn, hoặc là mình nuôi thủy sản, mình nuôi cá rồi đó, kế bên có mấy cái ao cá nha, mình nuôi vị trí này nuôi cá cũng rất là tiềm năng. Giá bán chính chủ là 300 triệu cho 1.000 mét vuông, là một mẫu là trị giá là 3 tỷ nha, một mẫu trị giá là 3 tỷ, hai mẫu là 6 tỷ và 5.000 mét vuông nữa thì mình cứ nhân lên 1 tỷ rưỡi nữa, khoảng 7 tỷ rưỡi nha tất cả chị. Và đây là cái khoảng cách ra tới cốc Bắc Đông hay là chỗ chợ Mì An á, tầm khoảng 5,5 km thôi nha, đi đúng đường nha tất cả chị. Và các anh chị cảm thấy sản phẩm này ưng ý phù hợp với mình thì các anh chị cứ liên hệ vào số điện thoại 0828367167 gặp em là Quỳnh Thọ nha tất cả chị. Và những sản phẩm bất động sản bên em là các anh chị sẽ gặp được chính chủ nha, ai đứng tên đất, ai có quyền quyết định về giao dịch về thửa đất là các anh chị sẽ gặp được ngay người đó nha tất cả chị. Và hiện tại bên em đang nhận ký gửi nè, cũng như là tìm kiếm những sản phẩm bất động sản theo cầu. Các anh chị đang có nhu cầu tìm đất ruộng, đất mặt tiền, đất kho xưởng bãi hay tìm nhà thì cứ liên hệ qua bên em. Bên em sẽ cố gắng tìm kiếm cũng như đáp ứng những sản phẩm bất động sản phù hợp cho tất cả anh chị luôn nha. Mỗi video em đều để mã số video hết nha. Tất cả anh chị trước video đều có mã số. Thì các anh chị ưng ý về sản phẩm nào thì cứ alo anh em báo về mã số video để em cập nhật sản phẩm đó còn hay là đã bán nha tất cả anh chị. Và các anh chị đừng quên bấm nút like và đăng ký ủng hộ kênh. Đăng ký là toàn bộ miễn phí nha tất cả anh chị. Đăng ký để khi em đăng video mới, các anh chị sẽ là người đầu tiên và người thứ hai xem video. Để mình biết đâu đó mình sẽ tìm được những cái sản phẩm bất động sản thật là ưng ý nha, phù hợp với mình. Và chúc cho các anh chị, các nhà đầu tư sở hữu những sản phẩm bất động sản thật là đẹp, thật là VIP và với giá tốt nhất thị trường luôn nha. Em cảm ơn tất cả anh chị rất là nhiều.